Chào bạn, mình là Thắng lắp đặt điện máy. Rất vui được hướng dẫn bạn lắp đặt dàn karaoke tại nhà, dàn karaoke mini tại nhà nhé. Gồm có bộ dàn này, mình sẽ ghép là âm ly Jaguar PA503A, giá là 6 triệu rưỡi này. Loa BMB CS, CSL300SE, giá là 10 triệu 500. Đầu karaoke HLED, ổ cứng 1GB, giá là 4 triệu. Tiến hành mở hộp sản phẩm. Đây là ngày tháng sản xuất của loa, tháng 12 năm 2016, được nhập khẩu trực tiếp tại Hàn Quốc. Đây là hàng của Made in Hàn Quốc luôn, không phải đất tích luôn gì. Hiếu bảo hành 25 Hiếu nhỉ? 25 của sóng nhạc nhập khẩu trực tiếp, sách hướng dẫn sử dụng. Rất là nặng luôn, trọng lượng là gần 9 cân. Đây là mặt trước và đây là mặt sau, tí sẽ hướng dẫn các bạn cắm dẹp. Mic không dây của Hàn Quốc luôn, mic không dây. Mic không dây Wireless MU1200. Đây là đôi mic rất là đẹp luôn. Ok. Một cục nguồn. Một dây cắm để nối đầu phát với lại âm ly và một đôi pin. Một sách hướng dẫn bảo hành, cũng bảo hành 25 luôn, cũng được sóng nhạc nhập khẩu trực tiếp luôn. Hai anten rất là đẹp, tí mình sẽ bóc thành phẩm luôn. Okay. Thì hướng dẫn bạn kết nối vào dò sóng luôn, Wireless MU1200. Là cặp loa BMB được bảo hành chính hãng luôn, được bảo hành chính hãng của BMB. 25 ở Hiếu, 235 25. Chiều cao của loa này nó rơi vào khoảng 30 cm, và chiều rộng rơi vào khoảng 45 cm, rất là đẹp luôn. Đây, nhập vào gì nhỉ? Nhập đây à? Ở nguyên chiếc luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn lắp đặt và còn cái đầu HLED mình sẽ mở lốt đầu HLED ra. Cái đầu HLED này vừa có thể xem phim được và vừa có thể làm dàn karaoke được vào YouTube. Nói chung là giải trí rất là ok. Đầu này là có sẵn ổ cứng 1 teta ở bên trong, ổ cứng 1
một teta ghi, một ghi bên trong, một teta 1000 ghi bên trong đấy. Đây là hướng dẫn lắp đặt này, và đây là điều khiển, và có cả bằng giọng nói luôn, tìm kiếm bằng giọng nói. Thì mình sẽ hướng dẫn bạn một thể. Trong này thì gồm có một dây HDMI rất là tốt của HLED tặng luôn, một dây AV, một dây nguồn nữa, một dây nguồn và một dây AV nữa. Đây vẫn là dây nguồn. Dây AV nằm ở đâu? Đây, và một dây AV. Đây là toàn bộ sản phẩm mình sẽ lắp đặt ngày hôm nay. Hướng dẫn bây giờ hướng dẫn bạn lắp đặt. Mình sẽ hướng dẫn qua bạn về đầu HLED này nhá. Đầu HLED này bắt được cả wifi luôn nên là cập nhật bài hát rất là tiện. Đây là đầu để bắt karaoke. Nút tắt bật của sản phẩm này, đây là tắt bật, đây là nút nguồn vào, đây là HDMI để nối với để nối với TV này, cổng quang và cổng AV, cổng này để cắm ra loa đầu dàn, cắm ra các cái loa. Tí nữa mình sẽ cắm từ đây, từ hai cái cổng này, trái phải này sang âm ly. Đây là cổng AV, có thể là lấy tiếng từ lấy hình lên TV nhưng mình không cần thiết, chỉ là cái TV cũ, TV mới mình dùng HDMI sẽ rất là LED. Đây là cổng LED nhưng mình dùng wifi luôn, không cần phải dùng cắm dây gì cả. Rồi, ok, bắt đầu mình sẽ đây, mình cắm thử luôn đây nhé. Đây, dây HDMI rất là đẹp đây. Mình sẽ cắm vào đây. Và đầu còn lại mình cắm vào TV. Thế là đã lấy được hình lên TV rồi. Và bây giờ mình sẽ cắm vào hai giác AV này là sẽ ra âm ly, thì sẽ ra dàn luôn. Mình cắm luôn nhé. Mình sẽ mở âm ly luôn. Đây là tổng quan mặt sau của âm ly Jaguar PA503. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm dây nhé. Ở đây có rất nhiều các cái cổng cắm này. Mình sẽ cắm một hàng này thôi, mình chỉ cần một hàng trên này thôi, bộ trái này, phải này. Mình có thể cắm bộ này với bộ này, đây là một bộ loa nhé, gồm hai loa này. Hoặc mình cắm bộ dưới, nếu đã cắm trên thì thôi cắm dưới, ok. Và hai cái nguồn vào của nó đây là A, B này, đây, hai cái đầu vào. Mình có thể cùng một lúc mình cho, mình có hai nguồn vào nhưng mà mình chỉ cần, mình chỉ một thời điểm thì chỉ có thể dùng được một cái nguồn vào thôi. Đây, dùng cặp A, B này đây, ok, đây là cầu, không có. Đây là email của sản phẩm, được sản xuất nguyên chiếc tại Hàn Quốc, 670W luôn. Đây mình sẽ vặn ra và mình cắm dây vào đây. Trên cái đầu HLED. Không phải đấy, chắc chắn nó không có điện. Đây mình có một cái bộ HLED ở đây. Có một cái bộ HLED, cái dây HLED rất là đẹp luôn. Đây, cắm từ đầu HLED. Đây mình sẽ lấy tiếng bằng cách nhé, mình cắm vào cổng này, trắng đây, trắng trắng vào trắng đây, đây đỏ, đây là đỏ này, đây, đây là trắng này. Đấy. Đây mình sẽ cắm vào đây, đây bộ AB, đây đỏ mình vào đỏ đây, mình cắm ở cặp A nhá, A đây, B đây, rồi mình sẽ tiến hành cắm dây loa vào luôn. Bắt đầu mình lấy dây loa mình cắm. Ở đây mình đã có hai cái sợi dây như này rồi, mình đã gọt sẵn đầu, đây bốn đầu dây đây rồi, đây là một sợi và đây là một sợi và đây là một sợi nữa. Mình sẽ xoắn các cái đầu này vào với nhau. Và mình sẽ hơi bẻ gập một chút như này, đây mình sẽ hơi bẻ gập vào một chút như này để rõ chắc chắn hơn. Rồi bốn đầu này mình cũng làm tương tự, mình bẻ gập vào một chút. Khi cắm thì cố gắng sẽ không để lòe xòe ra để làm chạm mát lung tung. Đó. Đây mình sẽ có đây, một dây đỏ nó sẽ quy ước đây. Dây đỏ đây này, dây đỏ, dây trắng này. Rồi bắt đầu mình sẽ cắm vào cái đây nhá. Đỏ mình cắm vào đỏ đây, mình sẽ vặn cái nút này lên. Đây là âm ly Jaguar PA503A, công suất là 670W, hai loa. Mình sẽ vặn vào luôn, ok, một bên rồi này, đỏ vào đỏ này,
trắng vào trắng thì vào đen. Cái này là do mình quy ước thôi, ở đầu kia mình cũng làm như thế, mình quy ước thế mình rất là dễ dùng. Ok đây, và mình tớ như tớ là tớ dùng ở cặp trên này nhé, và đầu còn lại đây, dây đỏ đây, dây trắng đây, đỏ vào đỏ. Ok, trắng thì vào đen. Ok, đây là mình đã cắm xong rồi, mình sẽ cắm tiếp ra đầu loa nhé. Đầu còn lại này, đây, đỏ trắng này, đỏ thì vào loa này. Đây mình sẽ cắm ra loa bên này. Rồi, ok, mình sẽ cắm loa lên, mình ở đây cho bạn nhìn này. Ok, đây là loa CSL nhé, CSL 300SE, công suất của nó là 100 một, à là 300W một cái, hai cái là nó rơi vào là 600W ấy, nếu mà dùng max công suất, trong khi mình cái âm ly này của mình là dùng được 670W, cũng khá là ổn cho cặp loa này. Đây, và đầu đỏ đây, đỏ đây, mình sẽ cắm vào đỏ đây, không phải cắm mà mình sẽ nhét vào đây mình vặn lỗ vào nhé. Vào bên đen mình vặn vào đây. Mình sẽ vặn đầu còn lại vào cái loa kia nhé. Loa kia mình sẽ xếp luôn lên đây. Ok. Đây, mình lại vặn tiếp đỏ vào đỏ và trắng vào đen. Đỏ đây. Đây là email của sản phẩm và đây là số sữa đây, được sản xuất trực tiếp tại Tokyo và được nhập khẩu từ Việt Nam. Em muốn bản luôn. Đây là cặp bên phải này. Đây là loa phải này, đây loa trái này, bạn thấy không ạ, cái chữ đây ạ, chữ R phải này, trái đây là quy ước thôi. Đây mình sẽ bạn tiếp bên này vào. Ok, đến đây là đã hoàn chỉnh rồi, mình có thể là cắm điện ở điện ra này vào mình nghe rồi. Và đây mình sẽ cắm thêm một cái nguồn nữa là nguồn nhạc từ điện thoại vào âm ly nhé. Mình sẽ thông qua một cái dây gọi là dây 3.5 nữa thì mình sẽ lấy được tiếng từ điện thoại và âm ly để dành cho các bạn thích nghe nhạc theo ý thích của mình ấy, không muốn thông qua loa đầu dàn thì mình dùng điện thoại mình cắm trực tiếp vào mình nghe. Đây, ở đây mình ở bên này âm ly đây, mình có thêm một cái cặp, lúc nãy là mình đã dùng cặp A rồi, bây giờ mình dùng cặp B nhé. Cặp B đây cũng đỏ đây, đỏ vào đỏ, trắng vào trắng. Và mình cắm đầu còn lại vào điện thoại. Đây, đầu 3.5 vào điện thoại. Đầu như này nó gọi là dây 3.5. Rất là thông dụng. Thế là mình đã lấy được tiếng từ điện thoại vào cái âm ly này rồi. Bây giờ mình sẽ bật lên mình nghe thử âm thanh của bộ dàn này nhé. Tổng tiền của bộ dàn này là 23 triệu gồm có này. Đôi loa BMB CS300 CLS300 CSL300SE là 10 triệu rưỡi. Và cái HLED dàn bộ đầu karaoke HLED này là 4 triệu này. Và cái âm ly là mấy nhỉ, cái âm ly là 6 triệu rưỡi, 4 triệu rưỡi, tổng cộng là 23 triệu bạn nhé. Mình là Thắng Lắp Đặt Điện Máy, like và subscribe ủng hộ kênh của mình. Mình sẽ tiếp tục bây giờ thử tiếng của bộ dàn này. Ok, bằng điện thoại nhé, tí mình mới cắm vào tivi mình sẽ thử sau. Bây giờ mình thử vào cái điện thoại trước đây. Đây là tổng quan mặt trước của âm ly Jaguar PA503A. Ở đây là tem bảo hành của sản phẩm, tem của sóng nhạc. Đây, trước khi bật âm ly thì bao giờ mình cũng để nút volume là nhỏ nhất đây, master. Master là tiếng tổng nhé.
tổng của tất cả các loại tiếng. Đây là master, là tổng hợp. Rồi. Đây mình có cặp AB, cặp A là mình đã để là đầu HLED ở bên trên. Cặp B là mình để là cái gì nhỉ? Điện thoại rồi đấy. Echo, hàng echo là chỉnh vang. Đây lúc này lên càng nhiều thì càng vang lắm đây. Rồi, tí mình sẽ thử nhá. Cái này là sẽ có mic, tí mình sẽ lắp mic không dây. Bây giờ mình sẽ thử với điện thoại trước. Đây là hàng mic 1 này. Mic 2 mình sẽ giới thiệu qua nhé. Đây là volume tổng này. Đây là music, tức là nhạc, nhạc của các thiết bị ấy, ví dụ như đầu karaoke ấy. Ví dụ như nhạc mình để đây, mình để là 1. Đây, volume giọng mình cũng là 1 đây nhá. Thì mình tăng cái này to đến mấy thì nó cũng chỉ là tỷ lệ 1:1 thôi. Giọng mình bây giờ lên 5. Nhạc mình vẫn để 1. Thì cái này mình tăng to mấy thì giọng vẫn là 5 và nhạc vẫn là 1, tức là tỷ lệ với nhau. Ok. Đây là vang. Đây chỗ cũng là vang này. Âm thấp này. Âm trung này. Âm cao này. Ok. Đây là vang cũng thế này, echo cũng thế này. Đây mở cái echo này. Thấp này. Cao này. Vang này. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành bật lên nhé. Vẫn volume nhỏ hết cỡ này. Bật. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành nghe thử dàn PA 503A với loa BMB cái gì SE300 nhỉ? Lại quên tên rồi. CLS 300 SE. Bắt đầu mình tiến hành mình bật nghe thử nhé. Bạn nghe thử cùng mình nhé. Xem công suất của cặp loa 600W với âm đi 670W như thế nào. Bây giờ mình tiến hành mình bật nhạc. Ok, mình bắt đầu mình tiến hành mình bật thử loa. Đây mình có cái gọi là cái điều khiển của nó này, điều khiển thông minh đấy. Mình sẽ bấm kiểm tra điều khiển trước. Rồi, ok, điều khiển nhận rồi này. Mình chọn là tiếng Việt nhé. Đây là giao diện đầu tiên, mình bấm là tiếng Việt, ok. Rồi, mình sẽ chọn là wifi. Ở đây mình chưa có wifi nên mình bỏ qua. Mà nếu không có wifi nhỉ? Chưa có, đây phát wifi. Đành phải phát wifi vậy. Vâng. Ok, bây giờ mình sẽ chọn là wifi. Mình không có wifi, mình phát bằng điện thoại, mình phát bằng sim 4G. Ok, mình bấm ok để quét wifi. Oppo, kiên Oppo đúng không anh? Mật khẩu là 8 số 0. Mình sẽ bấm mật khẩu luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, mình bấm tiếp theo. Bạn đang xem bài hướng dẫn về lắp đặt dàn karaoke mini tại gia đình của mình. Bạn like và subscribe ủng hộ mình nhé. Đây là điều khoản của cái sản phẩm này, không phải làm gì hết, không phải đọc đâu, cái gì cũng phải đồng ý thôi, chấp nhận bạn nhé. Ok, đây nút ok nằm ở giữa này. Nút ok này về sau chính là nút mic luôn, để mình tìm kiếm bằng giọng nói bằng mic luôn, rất là tiện. Mình đang kết nối rồi. Lần đầu kết nối được chưa? Này là kết quả rồi. Vâng. Không, mình sẽ tự kích hoạt đây. Bây giờ mình sẽ nhập cái số điện thoại để kích hoạt làm cái số kích hoạt bảo hành nhá. Mình sẽ nhập số điện thoại, anh đọc số đi ạ. 0986. Số ở đây anh nhá. 9 này. 8 này. 6 này. 1900. 1 9 1
không không 11. Rồi, ok, mình chọn cái số này làm cái số bảo hành của mình. Mình bấm tiếp theo. Mình bấm xác nhận luôn. Không cần anh ạ. Rồi, đây rồi. Đã được kích hoạt thành công, số điện thoại kích hoạt thành công trên thiết bị này. Không di chuyển thiết bị khi đang hoạt động ổ cứng. Đây là người ta hướng dẫn mình nhé. Nút tắt thì khi mình tắt thì vào trong mình sẽ hướng dẫn luôn thế. Rồi, ok. Đây là giọng mic này, người ta chỉ luôn. Đây là mic này. Mic này. Vừa là mic vừa là đèn led. Cái đèn led là cái đèn màu xanh xanh bạn nhìn thấy đây. Đèn màu xanh này này. Ok. Đây là tìm kiếm bằng giọng lái nói này. Nút điều hướng này. Trên, dưới, trái, phải. Đây là tắt giọng ca sĩ này. Tắt mở giọng ca sĩ này. Quay lại này. Danh sách kênh đã chọn là nút này này. Đây, phát lại đây. Kế tiếp này. Tua hoặc là dừng. Tăng giảm âm lượng. Điều chỉnh. Tông tông ấy, tức là tăng lên giọng nam giọng nữ đấy, biến đổi giọng giọng nhạc. Rồi mình sẽ tiếp tục nhá, mình sẽ tiếp tục làm tiếp này. Bây giờ để kích hoạt cái chế độ tìm kiếm bằng giọng nói nhá, mình sẽ bấm vào cái hình này, trong 2 giây mình sẽ bấm này và dí về phía đầu. Ok, mình đã kích hoạt xong rồi giọng nói và tiến đoạn này luôn. Bây giờ mình đang loát luôn. Rồi, ok, đây là giao diện chính của cái đầu này nhá. Mình sẽ bắt đầu mình bấm tìm kiếm này. Khi mình muốn tìm kiếm bài hát thì mình chỉ việc đơn giản mình bấm vào cái này thôi. Cái hình này này. Và mình bấm pau đây. Đây đây là hai quê rồi nhá. Mình sẽ bấm pau ở đây. Và mình lách tiếp thì sẽ đến chú voi con ở bản đôn. Cái đầu karaoke này rất là tiện luôn, vừa cập nhật trên mạng mà vừa có thể tìm kiếm bài hát bằng giọng nói, rất tiện dụng khi sử dụng luôn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn vào YouTube bằng cái đầu này nhé. Bây giờ mình bấm quay lại hoàn toàn này. Đây, cái nút quay lại đây. Đây, và mình bấm xuống dưới cùng đây. Đây, đây nhé, mình muốn vào YouTube đang ở bất cứ vị trí nào nhé. Mình bấm cái mũi tên quay lại đây. Đấy, ra cái giao diện này rồi mình bấm nút xuống. Đây, ở dưới này là YouTube này, FPT Play. Mình vào YouTube mình sử dụng như thường luôn. Ok, và đến đây mình dùng YouTube như bình thường nhé. Cái đầu này rất là tiện luôn. Giá cái đầu này bây giờ chỉ có 4 triệu thôi. Rất là dễ dùng, rất dễ sử dụng luôn bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ quay ra này. Mình vào YouTube nhé. FPT Play được này. Trên đây thì có sẵn một cái số dòng nhạc này. Thiếu nhi này, nhạc đỏ, nhạc đan này. Đấy, các cái dòng nhạc ở đây mình có hết rồi. Ca pop, rap, rock. Tức là mình tìm kiếm thoải mái luôn, tại vì là kết nối internet nên là mình dùng thoải mái luôn. Đấy. Và dưới này người ta khuyến cáo khi mình tắt cái đầu này nhá, tất cả cái mình muốn quay ra cái giao diện chính như này, mình chỉ bấm nút sang như này cái, mình bấm nút xuống là sẽ ra giao diện này. Đây đây là có cái nút là tắt máy đây, bạn chỉ bấm vào đây thế là tắt máy luôn. Đây bạn nhìn thấy cái nút tắt máy nó hiện lên đây không ạ? Đây là nút to tròn đây ạ. Đây mình tắt máy thì mình tắt ở đây. Rồi ok. Đây là toàn bộ bài hướng dẫn của mình nhé về cái đầu âm ly karaoke, cái đầu karaoke của hát led này, 1 teta đầu hát led one ổ cứng 1 teta của hát led. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn kết nối bộ dàn này với lại mic không dây nhé. Ok, mic không dây của Gelus MU 1200. Ở đây là 2 mic, mình có 1 ở nguồn và 2 quả pin. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm những cái dây này để nối từ đây, từ cái bộ phát này sang bên âm ly. Mình bắt đầu mình tiến hành mình làm luôn nhé. Mình sẽ hướng dẫn bạn lắp pin nhé. Hướng dẫn bạn lắp pin này. Bây giờ mình sẽ tháo cái mic này ra như này. Rồi, ok. Mình sẽ tháo cả 2 bên mic ra luôn. Ok. 1 bên mic này có pin đây, mình nhét theo chiều âm dương. Đây âm vào trong, dương ra ngoài. Đây là 1 đôi pin. Ok, mình đã lắp xong pin vào 1 cái âm ly rồi, 1 cái mic rồi. Mình sẽ lắp pin của mic còn lại. Đây mình sẽ lắp pin mic còn lại này. Đây cũng có tem bảo hành đây này. Em có sóng nhạc, độc quyền bảo hành của sóng nhạc. Rồi, mình sẽ tiếp tục lắp pin vào. Đây, âm vào trong.
Đây nó có chiều đây nhé, mình lắp theo chiều nhé. À, âm ra ngoài chứ, âm ra ngoài dương vào trong. Rồi, ok. Để âm vào trong này, dương ra ngoài. Rồi, mình sẽ lại vặn vào. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối cái mic không dây này, kết nối cái bộ mic không dây này đến âm ly nhé. Và mình bắt đầu mình tiến hành mình bật thử luôn. Ok, mình sẽ cắm cái dây lối từ từ đầu phát này, đây vào đây, đầu còn lại mình sẽ cắm vào âm ly nhé. Ok, đây đây mình sẽ cắm nguồn điện vào đây, đây là ổ nguồn điện. Ok, mình sẽ có hai cái anten như thế này, mình có thể dựng lên hoặc là mình để làm dùng cũng được. Đây dựng lên và rất là cao, hai anten hai bên. Đây là tần số nhé, ở bên này là 232.4 rồi. Và bên này là 252.4. Bây giờ mình thử bật mic của mình lên. Đó, đợi mình tí nhé. Đây mình có cái dây này, mình cắm vào mic đây, mình cắm vào cổng mic 12 ở trên này. Ok. Và bây giờ mình bật thử âm ly lên. Ok. Lúc nào nhớ là lúc nào bật âm ly cũng phải vặn tiếng nhỏ nhất. Đây mình ok. Mình bắt đầu mình dùng thử mic đã này. Đây đôi mic của mình đây. Đây có 232.4 và 252.4 rồi. Và hai bên đều đang bật rồi. Đây là mic của hai bên. Rồi, mình sẽ, đây, mình vặn đây, mic của hai bên, 232.4, 252.4, mình bắt đầu thử mic nhá. Ok, bây giờ mình thử mic luôn, mình sẽ bật lên. Đó, ok, bây giờ mình kiểm tra mic này. Chào bạn, mình là Thắng Lắp Đặt, bạn like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhá. Bắt đầu ra loa rồi đấy, bắt đầu mình sẽ chỉnh cái âm ly này nhá. Giả sử như, đây rồi, ok. Mình sẽ tăng cái tiếng vang của tiếng mình lên nhá. Đây, mình sẽ vặn cái dòng echo đây này. Đấy, mình vặn echo lên. Rồi mình tăng cái này lên. Dòng dry này lên đây. Alo. Và mình tăng tiếp cái echo này lên. Đây, mình càng tăng lên đây echo đây. Echo là vang nhá. À, âm thấp này. Âm trung này. Âm cao này. Bây giờ mình xem đã vang lên nhá. Alo. Chào bạn, mình là Thắng Lắp Đặt Điện Máy, bạn like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Đấy, bạn thấy không? Rất là vang nhé. Đây. Rồi mình sẽ thử giảm đi xem thế nào nhé. Đây, mình giảm tiếp cái này xuống này. Và giảm tiếp echo ở đây. Đấy, bây giờ như thế này là hết toàn bộ vang nhé. Hết toàn bộ vang trong cái trường hợp nào mình nói hội trường ấy, cần cái trang nghiêm thì mình sẽ tắt hết vang đi. Mình nói giọng sẽ chuẩn hơn. Chào bạn, mình là Thắng Lắp Đặt Điện Máy, bạn like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Đấy, ok. Bây giờ mình lại bật vang trở lại này. Echo tăng lên này. Alo. Alo. Rồi. Đấy. Chào bạn, mình là Thắng Lắp Đặt Điện Máy, bạn like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Rất là vang luôn. Cái mic này bạn chú ý nhé. Khi mà mình bật mic ấy, thì mình hai mic mình không quay vào nhau, mic không quay lên quạt. Đấy, thế là ok. Và khi mình không dùng thì mình bấm đây, mình gạt đây là tắt mic đi. Rồi ok. Đây là toàn bộ bài hướng dẫn của mình về dàn mini gia đình nhé. Và về, đấy, mình hướng dẫn từng phần riêng biệt và nhưng mà cũng vẫn ghép thành một bộ dàn hoàn chỉnh. Bạn like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Mình là Thắng Lắp Đặt Điện Máy.